Nhìn cũng rất là hợp thời trang đó. Hello mọi người. Thể theo yêu cầu của các em, ở trong đó có bạn Khoa đã hướng dẫn với chị là thay đổi những cái vòng chiến đấu, những cái vòng phòng thủ và cái chân đế vào một cái con thần khuyển địa ngục để cùng đấu với cái hai con đại boss này. Cho nên hôm nay chị cũng làm một cái cuộc test thử coi như là nếu mà mình thay đổi như vậy thì nó có mạnh hơn hay không nha. Cái bộ xe ép vĩ ngày mai chị sẽ khui sau nha. Bạn Đạt ơi, hãy đợi ngày mai nha, chị sẽ khui nha. Nhưng mà trước khi mình muốn biết nó có mạnh hay không thì chị muốn test là hai con đại boss này nó cùng đấu với ba cái con này, bên nào sẽ thắng nhiều hơn nha. Sau đó mình sẽ thay đổi những cái phụ kiện của nó để mình đấu với hai con đại boss này. Hãy ủng hộ cho chị bằng cách cho chị một like, đồng thời đăng ký kênh nha. Cảm ơn các em rất là nhiều. Rồi bây giờ thi đấu thôi. Hello.
phê một hồi Tết thì các em có thấy hai con đại boss lúc nào nó cũng rất là mạnh mẽ ha. Bây giờ mình sẽ thay đổi phụ kiện của ba vị thần của vật ảo ảnh nha. Đầu tiên là mình lấy cái chân đế của thần chuyển địa ngục, cái vòng phòng thủ của thần chuyển địa ngục đi ra. Mình lấy cái mặt trên. Thứ hai, cái này là mình lấy cái vòng phòng thủ của cái con răng năng thần sói. Ở qua một bên, thần long cuốn gió thì mình lấy cái chân đế. Rồi, đó, ba em này. Đây, phụ kiện. Trời, cái này màu tím khi ghép vô cùng màu nó đẹp quá ha. Cũng cùng màu ấy các em. Chỉ có cái chân đế là khác màu chút. Rồi, em ấy đây. Nhìn cũng rất là hợp thời trang đó. Rồi, bây giờ cho thi đấu thôi. Nhưng mà cũng gần ngang ngửa. Ah!
chạy đi, chạy đi. Sau một hồi test qua test lại thì chị thấy sau khi thần Quyển Địa Ngục thay đổi hai cái phụ kiện của răng nanh thần sói và thần long cuốn gió thì rất là mạnh. Tuy nhiên thì hai đại boss cũng rất là mạnh cho nên là đấu nhiều lần thì đại boss thắng. Nhưng mà chị thấy em này rất là mạnh, không biết là nếu đấu với cái con 501 con hộ pháp thánh điện á, thì sẽ như thế nào ta? Chị nghĩ con này cũng tương đương với cái con hộ pháp thánh điện á, bởi vì cái dầm của hộ pháp thánh điện nó rất là dày. Không biết lần sau mình sẽ đấu thử với con hộ pháp thánh điện nha. Còn video hôm nay thì đã quá dài rồi. Các em hãy nhớ cho chị một like để ủng hộ những video của chị nha. Ủng hộ tinh thần cho chị bằng cách like cho video này, share và đăng ký kênh nha. Nhớ bấm vào cái chuông ha. Cảm ơn các em rất là nhiều. Thôi bây giờ chị bye bye nha. Bye bye. Nhớ nha, cho một like ha.